Chào mừng các bạn trở lại với livestream của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và hiện giờ chúng ta đang có mặt tại phòng dịch vụ tầng 3, nơi mà các chúng ta có thể thấy là có các khách hàng đang làm các dịch vụ cả về chăm sóc da lẫn giảm béo. Về mùa hè thì đây là hai cái dịch vụ mũi nhọn của Bali và cũng hai dịch vụ mà đông khách hàng nhất luôn. Các chị em đang rất là chăm chỉ đi để mà chăm sóc dáng vóc của mình để có thể là diện những bộ váy và bộ đồ thật là đẹp khi mà đi du lịch vào mùa hè, cũng như là chăm sóc cho làn da, bảo vệ cho làn da của mình trước cái nắng nóng của mùa hè nữa. Như các bạn có thể thấy đó thì là các kỹ thuật viên đang dùng những cái máy móc và thiết bị hiện đại nhất để chăm sóc cho khách hàng. Về giảm béo thì hiện giờ ở Bali đang có rất là nhiều các chương trình khuyến mãi hè cho tháng 6 này, thế nên là mọi người hãy ngay lập tức mà gọi điện đến số 0386463463 hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage để được tư vấn nhé. Có rất rất nhiều ưu đãi, có rất nhiều rút thăm trúng thưởng, quà tặng lên đến 180 triệu đồng cho các chị em. Công nghệ lipo slimming của Bali thì hoàn toàn không xâm lấn, không phẫu thuật các chị em nhé. Giảm béo hoàn toàn tự nhiên, không hề xâm lấn phẫu thuật. Các chị em về nhà sinh hoạt bình thường, cam kết giảm được cân nhưng mà lại không hề mệt mỏi ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của Thẩm mỹ quốc tế Bali nhé. Và nếu như có bất cứ thắc mắc gì thì hãy ngay lập tức gọi điện cho chúng tôi theo số hotline 0386463463, inbox trực tiếp cho fanpage Thẩm mỹ quốc tế Bali hoặc đến ngay 463 Kim Mã để được tư vấn và nhận những cái ưu đãi hấp dẫn nhất trong mùa hè này với các dịch vụ về giảm béo và về da của Bali nhé. Xin cảm ơn các bạn.